Bạn Tèo chánh pháp có bình luận: ông Tú ăn mày, nói xàm thì được tôn như thánh sống. Mấy ông thích cúng nhà thì nói tào lao, cư sĩ thì thay nhau giảng pháp. Tôi thấy Phật giáo suy đồi rồi. Xin chào bạn. Hoa sen mọc lên từ bùn dơ hôi hám, nhưng hoa sen lại sắc đẹp và hương thơm. Trong nhân gian cũng có câu nói là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ý có phải là chỉ hoa sen không? Em lấy hình ảnh này để nói lên một điều là đừng phán xét phỉ báng người tu và đừng có chấp tướng. Bên ngoài họ có thể không hợp mắt mình, nhưng mà họ nói chánh ngữ, lời nói thiện lành, chân thật, mang lại lợi ích thì chúng ta cũng nên nghe. Nếu quý vị theo dõi em từ lâu và có nghe kỹ hết các clip của em thì sẽ biết một điều là em chưa bao giờ nói xấu bất kỳ một vị tu sĩ nào. Bởi vì em biết rằng nếu một vị chưa chứng thánh thì có thể sẽ có mặt đúng, mặt chưa đúng. Nên khi nghe pháp chúng ta cần chọn lọc những cái phần tinh túy để nghe. Giống như hoa sen và bùn, khi cần trang trí thì chúng ta chỉ cần hái hoa lên trang trí là được, chứ không cần phải đào luôn cả cái đống bùn lên làm gì. Chúng ta có một cái thói quen rất nguy hiểm, đó chính là cào phím và vạ miệng phán xét, chửi bới người khác, trong khi chính bản thân mình cũng chưa giữ được giới căn bản, chưa sống làm người đạo đức. Muốn đánh giá người khác chính xác thì phải xét lại chính mình, xem coi mình đã làm những điều đạo đức giữ giới được chưa, thì mình mới có đủ kiến thức thẩm quyền nhận định một người khác là chính xác. Nếu chỉ nói mà không làm thì giống như là chế tạo bom vậy đó, không có đáng tin nha. Còn đối với em, khi đăng clip lên thế này mà bị chửi thì em thấy bình thường. Vì thứ nhất là em nghe chửi cũng quen rồi, vì có ai làm clip trên mạng mà không bị chửi đâu. Ngay cả sư Minh Tệ không có chú ý làm clip mà người khác làm còn bị chửi te tua. Đến cả Đức Phật Thích Ca, bậc vĩ nhân, thầy của trời người còn bị ngoại đạo chửi thì mình có là gì đâu mà giận, mà buông. Chỉ sợ người trí hay các bậc thánh nhân quở trách mình thôi, bởi vì họ luôn muốn tốt cho mình, hướng mình ngày càng tốt đẹp hơn. Còn những người vốn dĩ đã sống không đạo đức thì những lời chửi rủa của họ đâu có ý nghĩa gì. Ở đây sư phụ dạy em rằng, khi mình làm một việc gì với tâm ý thiện lành mà bị người khác hiểu lầm hay chửi bới thì người ấy đang cho tiền mình. Cứ vui vẻ đón nhận. Nếu tâm sân khởi lên thì quán rằng cho tiền, cho tiền, cho tiền, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta cố gắng nói những điều cho người khác chửi. Bởi vì khi cố gắng nói như vậy là cái tâm nó hết tốt đẹp rồi. Vì từ bi thương cho người khác phải khổ nghiệp nên nói lời cẩn trọng ái ngữ, tức là lời nói chân thiện mỹ. Chân tức là lời nói phải đúng sự thật, y cứ trên sự thật, từ sự thật. Thiện là lời nói phải có ý lành tốt, có ý đem đến sự lợi lạc an vui cho người khác, giúp họ tiến hóa trên con đường tâm linh. Mỹ là lời nói phải dịu dàng, ái ngữ, mềm mỏng, nhu thuận. Nếu có chân có thiện mà không có mỹ thì sẽ không nhiếp phục được người. Cái kiểu là nói thẳng nói thiệt, nói với ý tốt nhưng mà nói hơi chói tai, dân gian hay gọi là khẩu xà tâm Phật đó ạ. Còn nếu có mỹ mà không có chân thiện thì chỉ là miệng lưỡi, khách sáo, đạo đức giả, hay là cái kiểu mà khẩu Phật tâm xà. Nếu có thiện mỹ mà không có chân là xây lâu đài trên cát, con thuyền đi không có hướng về. Kiểu này gọi là anh hùng rơm, ý tốt, nói hay nhưng mà lời không đúng bản chất của sự thật. Vì sao vậy? Vì trí tuệ của họ không có tới đó. Họ nói với cái thấy biết còn hời hợt mà không có minh sư, bạn hữu chỉ dạy góp ý. Cho nên từ ý tốt cũng thành không tốt. Cái loại này trên mạng đầy rẫy, nhất là mấy người đặt tên theo kiểu bảo vệ chánh pháp, bảo vệ công lý. Có thể ý tốt đó, nói hay đó, nhưng mà thiếu trí nhìn ra sự thật. Nên cuối cùng là làm sai mà không hay biết, tưởng mình làm tốt nhưng lại dẫn người ta vô đường tà kiến. Dĩ nhiên, muốn được cái ái ngữ toàn bích ấy thì cực kỳ khó. Mỗi người chúng ta đều cố gắng từng chút một từ bỏ nói dối, nói đâm thọc, chia rẽ, nói ác độc, nói chuyện thị phi, tục tiểu, thô lỗ thì mới nói lời hữu ích, chân thiện mỹ được, phải không quý vị?